Đến bây giờ thì mình chưa hề mở ra, bởi vì mình muốn rằng làm một cái video để chia sẻ với các anh em cái gọi là cái first impression, cái gọi là trải nghiệm lần đầu mùi hương của thương hiệu này. Đó, mình chưa hề bóc ra nhá anh em nhá, nhìn đây này, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện, mình đặt trên Shopee và mình không hề nhận một đồng nào đến từ thương hiệu này để mà quảng cáo. Do vậy là mình sẽ nghĩ sao mình sẽ nói thế mà thôi. Thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay, trải nghiệm lần đầu tiên, cảm nhận đầu tiên về một set mùi hương của thương hiệu La Pugui, một thương hiệu mà theo như lời quảng cáo đó là đến từ Việt Nam. Ok, let's go. Trước khi mở hàng này ra thì mình sẽ nói qua một chút về thương hiệu La Pugui này theo như giới thiệu trên web của họ. Thì đây là một thương hiệu gồm tập hợp một số những anh em hoặc là có thể là anh chị em đam mê mùi hương đó, và có sự hợp tác với blogger nước hoa khá là nổi trong dân chơi, trong giới chơi nước hoa của Việt Nam, đó là Perfumer Catcher. Bạn này thì mình biết bởi vì bạn này là có du học tại Pháp, du học về nước hoa ấy. Thì chúng ta có thể thấy là về cơ bản là đội ngũ startup, đội ngũ đầu tư là đều là, thứ nhất là gồm các anh chị em có đam mê về mùi hương và kết hợp cùng với một bạn cũng rất là nổi tiếng và trong giới dân chơi nước hoa, có kiến thức, có tay nghề đó, thì về cơ bản đấy là đội ngũ của lãnh đạo của thương hiệu La Pugui này. Thì đấy là một vài thông tin mà anh em có thể tham khảo. Còn bây giờ mình sẽ bóc em nó ra và chúng ta sẽ có cái ấn tượng ban đầu mình sẽ chia sẻ đến với các anh em. Đây là ngoại hình của em nó, La Pugui. Không biết là các anh em nhìn thì mình sẽ quay xa, quay lại cho các anh em để có thể tham khảo. La Pugui, nếu mà nhìn này thì cũng khá là xịn sò. Và mùi hương các anh em có nhìn không? Ok, vai ở đầu tiên theo như mô tả là một mùi hương trái cây chua ngọt dễ chịu, nhưng tận hưởng một ly nước ép tươi mát những buổi trưa hè. Có thể thấy rằng là cái style, phong cách, style của cái mùi hương này sẽ là một chút trái cây, dạng như kiểu fruity, trái cây. Cái vai ở mùi hương này khi mà mình mới xịt thì cái mùi hoa hồng mình cảm nhận rất là rõ. Mình khá là thích cái open note của cái vial này, rất là thế là mất to mất một sọt thôi. Vòi xịt thì mình không biết chai full sẽ như thế nào, nhưng mà vial thì bam rất là sướng nhé, rất xịt xịt. Ok, đúng như là mô tả, đó là một ly trái cây. Ở đây thì với cảm nhận của mình ấy, mình thì mình thấy open note của nó là cái mùi hoa hồng. Đúng là có một tí chua chua, nhưng mình không biết là cái nốt đấy là nốt gì, mình chỉ cảm nhận thấy rõ đây là cái nốt của hoa hồng. Và cái open note này mình thấy khá là thích thú, rất là dễ chịu. Nó làm mình liên tưởng đến một số những cái thương hiệu mà có cái phong cách như ví dụ như là Jo Malone hoặc là Paredo. Những cái chai mà những cái nhà đấy, nước hoa đấy thì thường họ có một cái phong cách làm mùi khi mà cái open note nó rất là mềm mại và nó dễ ngửi. Đó, tất nhiên không dễ ngửi ở đây nó không phải là dạng như kiểu đại trà phổ thông mà cũng rất là tinh tế. Mình có cảm giác cái vial mùi đầu tiên này giống như kiểu lọc tuyến tính một mùi, bởi vì mình chưa thấy có sự biến chuyển quá nhiều về mùi hương. Dù sao mình cảm giác nó hơi thiên về nữ, nhưng mà cái vial đầu tiên này mình khá là thích, rất là phù hợp với mùa hè. Và mình nói cái style mùi này nó làm mình nhớ đến một số những sản phẩm của Jo Malone hoặc là Paredo, ví dụ như cái chai Paredo Pop ấy, chai mùi trái cây ấy. Nó
tất nhiên là nó kiểu na ná một chút cái phong cách mùi của cái vai mùi này có hồng xạ rất ok, hơi thiên về nữ tính. Bạn nào là nữ thì xài chai này sẽ hợp hơn là nam đó. Thì tạm thời chúng ta sẽ để lại và lát nữa sau khi mà đợi khoảng 10-15 phút nữa chúng ta quay lại và sẽ xem cái dry down của nó sẽ như thế nào. Ok, vial đầu tiên. Vial thứ hai này thì mình khá là tò mò từ cái lúc mình đặt hàng, bởi vì vial này nó có sử dụng một số nốt, ví dụ như là petit sorry, thành phần của nó đây, để mình đọc lại cho các anh em. Có cây xô thơm, tông mùi green, hoắc hương, cam bergamot và một petit green. Thì nói qua một chút với các anh em, đây đều là ví dụ như bergamot hoặc là petit green sorry nếu như mình nói sai. Đây là một, cũng là đều bắt nguồn từ cây cam đắng bitter orange. Nhưng tuy nhiên thì tùy theo cái cách chiết xuất, thì ví dụ như kể cả hoa neroli, neroli này, petit green này, nó đều cùng là từ cây cam đắng, nhưng cái cách chiết xuất để lấy tinh dầu ra là khác nhau, cho nên là sẽ có cái tên gọi là khác nhau đó. Thì đây là một cái mùi hương mình khá là tò mò, bởi vì mình muốn xem một cái mùi hương citrus đặc trưng dành cho mùa hè thì nhà Lapugi này làm như thế nào, bởi vì chắc chắn đây là một cái mùi rất rất là giống như kiểu là dạng kiểu cơ bản của một mùi hương bergamot, cam chanh kiểu như thế. Mình muốn xem nó như thế nào. Còn cái vai đầu tiên mùi thì vẫn thế. Ok, bây giờ mình sẽ xịt. Thực sự là mình rất là thích cái vòi xịt của thương hiệu này nhá. Ít nhất là cái vai mình không biết chai full như nào, nhưng xịt lên rất là sướng, phê, êm. Mình chỉ nhắc lại một chút, nếu như các anh em nó newbie nên chú ý khi mà chúng ta xịt thì chúng ta nên để khoảng tầm từ 15-20 giây chúng ta hãy ngửi. Đừng có nên dí vào luôn, bởi vì nếu mà chúng ta dí vào luôn thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy một cái mùi cồn rất là khó chịu. Và kết luận đây là nước hoa fake. Ở cái vial này thì rõ ràng là cái tông cam chanh mà chúng ta có thể cảm thấy. Tuy nhiên mình cảm giác có một cái vị hơi ẩm ẩm. Mà nếu như chúng ta đã, ví dụ như chúng ta đã từng cảm giác giống như kiểu những cái thân gỗ cây, cây gỗ mà vào những ngày ẩm ướt ấy, chúng ta ngửi những cái thân gỗ của cái cây ấy, cái mùi nó hơi ẩm ẩm của gỗ đó, một dạng cảm giác như thế. Thì ở cái vai này khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ thấy cái vị cam, có thể là bergamot hoặc là cái gì đấy, nó mix cùng với cái vị ẩm. Cách blend mùi giữa cái vị citrus này cùng với cái vị ẩm, có thể đây là patchouli đó. Mặc dù là mình nghĩ rằng cái ấn tượng ban đầu của mình với chai này thì cái vial này mình mong đợi một cái gì đấy nó bùng nổ hơn về dạng kiểu cam chanh ấy. Chai này thì open nose là chúng ta cảm ngửi thấy ngay. Tuy nhiên một cái cảm giác sảng khoái khi mà ngửi cái tông cam chanh thì nó đang bị hơi bị ít đối với mình. Tất nhiên thì chúng ta sẽ để lại sau dry down, sau đó chúng ta sẽ thẩm lại xem nó ra làm sao. Và đây là vial cuối cùng. Đây là một cái vial mà cũng rất là thú vị, bởi vì nó sử dụng một cái nốt hương mà rất là khủng khiếp, Black Currant của lý chua đen. Đây là một cái nốt hương nếu như mà blend mùi không khéo, nó sẽ gây một cái cảm giác rất là khó chịu, bởi vì bản chất mùi hương này được ví như mùi nước tiểu của mèo, rất là khai. Black Currant luôn luôn là một cái nốt hương mà thậm chí đến nhà nước hoa niche hoặc indie cũng rất là ngán, không dám sử dụng nốt hương này, bởi vì tay nghề mà kém thì chỉ có phăng teo
đó. Và chai nước hoa từ trước đến nay mình cảm thấy là họ xử lý tốt nhất, đó là HM của Hanae Mori. Họ đã sử dụng cái nốt gương Black Currant này rất là nhuần nhuyễn. Còn lại thì không có một chai nào sử dụng mình cảm thấy là dùng là nốt chính nhá, còn nốt phụ thì mình không nói đến. Và Osmanthus và Osmanthus Citrus xạ tuyết tùng, xạ Black Currant và lý châu đen. Bây giờ mình sẽ xem tông mùi này là như thế nào. Xem giới thiệu mô tả mùi hương của sản phẩm này là như thế nào. Những nốt hương mở đầu lấp lánh như cơn mưa rào của mùa hạ, mọng nước trên quả lý chua đen trên cành, sau đó nó ngấm vào da hoa mộc tê, bắt đầu nở bên dưới thơ ngây và trong trẻo. Thật ra thì mình, cá nhân mình thì mình thấy rằng không quá thơ ngây, vì đây là một tông mùi khá là đậm và ngọt, với cái nốt hương chủ đạo của nó là hoa mộc tê. Hoa mộc tê và cái nằm này của nó là một chút ngọt. Mình không thấy quá rõ cái tông của nốt lý chua đen, mình không thấy. Nhưng rõ ràng đây không phải là một mùi hương ngây thơ, mà nó khá là đậm và dày mùi, giống như kiểu một cái phong cách của Jean Paul Gaultier Scandal nữ. Ít nhất là cái cảm nhận ban đầu của mình khá là đậm mùi. Ok, mình sẽ đợi dry down và sau đó anh em mình sẽ quay trở lại để xem là cái mùi nó như thế nào nhé. Ok các anh em, mình đã quay trở lại. Và với cái mong muốn là có cái cảm nhận ban đầu nó càng chính xác thì càng tốt, thì mình đã xịt thêm một lần và để đến ngày hôm sau, để cho mình có cái cảm nhận nó càng nhiều thì càng tốt. Và sẽ lời đánh giá cái sơ bộ của mình ba bộ ba vial này. Cái mùi đầu tiên với sự có hoa hồng xạ, thì sau đó dry down của nó là cái tông trái cây, và nó làm mình liên tưởng khá nhiều đến một sản phẩm khác của nhà Barrero, đó là Pop, cũng là một cái tông hoa quả. Chắc chắn mình, trong đầu mình gần như là chỉ ngay lập tức liên tưởng đến sản phẩm của nhà Barrero. Do vậy nếu như anh em nào mà thích cái kiểu tông như thế mà chúng ta nghèo ấy, thì anh em có thể mua cái vial này để trải nghiệm, cũng rất là thú vị. Ở cái vial thứ hai, hoặc hương bergamot và gỗ tuyết tùng. Tuy nhiên thì đối với mình đây là một mùi hương fail, thực sự phải dùng từ fail, bởi vì là mọi cái đều rất là dở dang và nhỡ nhàng. Nó có một cái open note không bùng nổ mùi cam sảng khoái, và cái dry down thì trên da của mình thì lại thấy là một cái mùi tuyết tùng. Để mà anh em dễ hình dung mùi tuyết tùng nó như thế nào, thì nó thường, thông thường người ta so sánh giống như khi mà chúng ta gọt bút chì, và cái mùi nó tỏa ra khi mà chúng ta gọt bút chì thì người ta thường so sánh nó với gỗ tuyết tùng. Thì ở trên China, ở cái buyer này, dry down của nó mình chỉ thấy rằng toàn gỗ tuyết tùng thôi. Thì nó thế nào nhỉ, mình thực sự là đánh giá cái buyer thứ hai này là fail, không phải là thích hay là không thích nữa, mà đối với mình cái cách blend mùi là đã là fail. Mình không thích cái cách blend mùi này, rất là mọi cái đều rất là dở dang và nhỡ nhàng đó. Và còn cái vial thứ ba, thực sự đây là cái vial mà khi mà mình dry down trong đầu mình, nó làm mình nhớ đến một cái mùi hương, nó làm mình rất là nhớ. Và đấy là cái lý do mình quyết định là lùi thêm một ngày nữa để giúp mình có thể nhớ lại được cái mùi hương nào đang lẩn vẩn trong đầu mình, nó làm mình nhớ đến khi mà ngửi cái vial này. Và cuối cùng mình chợt nhớ ra đó là Chris Simple Mountain Water. Có khác là ở chai nước hoa này, nó cái open note đó nó sử dụng hoa mộc tê, và sau đó khi mà cái hoa mộc tê lắng xuống thì cái tông của Black Currant, của lý chua đen hơi chua chua, ngái ngái nó bùng lên. Nó kết hợp cùng với hoa mộc tê Osmanthus. Tuy nhiên nó khác, đấy là cái điểm khác giữa nó và Silver Mountain Water, trong khi sản phẩm nhà Creed thì dùng trà xạ và Black Currant. Tuy nhiên cái tông ngái và hơi hơi chua đấy thì không lẫn vào đâu được. Và khi mà chúng ta ngửi cái buyer này, chúng ta sẽ thấy có cái nét gì đấy của Creed Silver Mountain Water. Ok, áp của mình đó là mình phải thừa nhận rằng hãng Lapugi này họ đã đầu tư, thứ nhất là về cách blend mùi rất là mượt mịn, không có cái sự sốc khi mà chuyển đổi các nốt hương, và có cái sự đầu tư rất là có tâm. Ít nhất là
Ví dụ cho tôi giới thiệu là đó là những người đều đam mê về mùi hương thì mình cũng đánh giá bộ ba buyer này là rất là ok đó. Và mình nghĩ rằng mọi cái đều phải có sự khởi đầu, và mình hy vọng rằng họ sẽ có những, trong tương lai thì họ sẽ có những sản phẩm nó sẽ đột phá hơn đó. Và mình nghĩ rằng cái nữa là anh em nếu mà có dịp thì chúng ta cũng nên thử trải nghiệm đó, thử trải nghiệm, bởi vì mình nghĩ là xứng đáng. Và xin nói thêm là mình không hề nhận được một đồng nào của thương hiệu này, do vậy là mình không PR, ok, thậm chí là còn mất tiền. Thì video này mình hết rồi. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.